đây là cái sơ đồ để mà thay đổi cái vật phẩm không khí từ năm 2020 sang năm 2021. Năm 2020 là những cái vật phẩm chúng ta bố trí như thế này. Hồ lô để phương Nam đúng không ạ? Rồi chuyển phương Bắc. Cái vị trí của phương Bắc được chuyển sang Tây Nam, từ vị trí Tây Nam được chuyển sang vị trí phương Đông, từ vị trí của phương Tỳ Hưu từ phương Đông Bắc được chuyển sang phương Nam, đúng không ạ? Và các vị trí được sắp xếp lại. Thì năm ngoái chúng ta đã có các vật phẩm của năm 2021 rồi đúng không ạ? 20 rồi đúng không ạ? Năm nay chúng ta chỉ được dịch chuyển thôi ạ.